Miss Ngo Thanh Vân shared that it has been more than 10 years
she's been accompanying her with Vietnam, not only with the scarf life, but also other activities. So she really remembers situations like today, seeing the healthy child. She cried and she's happy for them. And she continued to think to herself that she needs to do more and more, with all the support from other people, because she always thinks her job is easy. She is the ambassador of Heartbeat Vietnam, but the job of other people joining him in Scar Up Life and for Heartbeat Vietnam is way much more difficult. And she cannot do it without all the support of the sponsor, of the donors, and all the followers of Heartbeat Vietnam. So she really, really appreciates all of the support, and she commits to continue this journey with everyone to help Heartbeat Vietnam to go further and saving more children. Con còn nhớ ở trong cái vết sẹo cuộc đời chính thì Vân có nói một điều như thế này nè, là thực sự thì trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng chúng ta cũng cố gắng đi tìm kiếm một cái gì đó để đầu tư. Ví dụ giống như anh Don thì đầu tư vào những công ty để mong là có một ngày đó những công ty đó thành công. Mình đi trồng cây thì mình mong chờ tới cái ngày được ra quả. Còn mình xây nhà thì mình mong có một cái tổ ấm thật sự. Nhưng mà Vân cũng có nói một điều nữa là trong cái chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời nó có một điều mà hầu như chúng ta rất là dễ quên và hầu như tất cả mọi người đều quên, đó là đầu tư cho cái phước. Thật ra là phước muốn được có thì phải đầu tư, cũng giống như bất cứ những cái điều gì khác. Bởi vì quan điểm cho đi là nhận lại, mà nếu như mà mình ngừng cho đi thì có thể một ngày nào đó phước nó sẽ hết. Cho nên gần như trong suốt một cái hành trình, Vân cứ cho đi. Và thật sự thì Vân nhận được rất là nhiều may mắn trong cuộc sống của mình. Nhưng mà có một cái điểm thì đến ngày hôm nay thì Vân mới chia sẻ được. Đó là trong suốt 10 năm qua thì sau khi mà đi cứu các em, nhìn các em quay trở lại cuộc sống, nhìn trái tim của các em được hồi sinh trở lại và trọn vẹn hơn. Nhưng mà trong Vân thì trái tim nó vẫn khuyết. Thì thật sự thì chỉ cách đây 2 ngày thôi thì trái tim của Vân nó mới được đầy đặn. Và Vân biết là như một cái hành trình 10 năm qua thì Vân cứ cắm đầu Vân làm và Vân muốn cứu càng nhiều em càng tốt. Nhưng mà Vân chưa biết khi nào trái tim Vân nó mới được lành lại. Thì cách đây 2 hôm thì Vân mới cảm thấy được là bây giờ trái tim mình nó mới tròn trịa. Nó có cảm giác giống như là các em bé được phẫu thuật vậy đó. Và Vân cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đến ngày hôm nay thì Vân mới hiểu được cái hạnh phúc của các em, hiểu được cái hạnh phúc của các gia đình thật sự. Và khi mà Vân hiểu được cái điều đó thì Vân có cảm giác như đến bây giờ mình còn phải làm nhiều hơn nữa để cái hạnh phúc đó nó được ở lại, nó được ở với mình. Và ngày hôm nay ở đây thì Vân nhìn lại cái hành trình của mình thì Vân lại mỉm cười, bởi vì Vân biết là kể từ bây giờ trở đi các em không phải chỉ có một mình Vân nữa thôi, mà còn có thêm một người nữa cũng sẽ đồng hành và cho đi cái hạnh phúc. Vâng. So I will say it from my heart again. So in Scar of Life 9, I have been sharing one thing to all the audience, the donors and the givers. And I remember I said that in life in general, we love to investing in everything. Like Don investing in small companies and hope that the company one day will success. We plan a plant, we hope for one day it will bloom and flower. We build a house and we hope for a family. But there's one thing in life that we always forget. It's to invest in fortune, right? So, given is to take. So we will give to get better fortune. And for the last 10 years, I have been so lucky to get all the blessing, and
I was trying and trying to save as much as kids as possible and to look at this mind, to look at their family writing up, to change the future. It's a miracle for me. But there's one thing that I do not say for the past 10 years until today, is my heart is never filled in full. And for just 2 days ago, for the first time in my life, I feel my heart just get open. So for the first time in my life, I feel like I just get open and it's become full. And it is when I understand how the feelings feels like for the kids of having a whole heart to beat, you know, the happiness and to bring back the happiness to the family. So by recognizing that, it makes me feel like I have to give more now. I have to do more now. And not just that, I promise from today on, I will do all my best, but not alone. But I have one partner now, and he will do another job. Yeah? So once again, thank you so much, Robin. Oh, you're cheering up. Brad. And all the team for having me and including me in this amazing journey of yours. We're always here, and I will always be the face. I do everything I could, and now we have two, so you can just buzz on me and him. If you don't find me, you have him, okay? So, xin tôi vẫn gửi lời cảm ơn đến tất cả những nhà tài trợ, những người quan khách và toàn thể ekip của Vina Capital and Heartbeat Vietnam, Robin and Rap. Cảm ơn đã cho Vân cùng đồng hành trong một cái chương trình tuyệt vời như thế này. Cảm ơn rất nhiều. Chị nói là trước đây á, là cái team của mình nó khuyết không được tròn đầy, nhưng mà thật sự khuyết ở một chỗ nào đó trong chị. Nhưng mà bên cạnh đó, đối với chị team Việt Nam, đối với các em nhỏ thì nó vẫn tròn đầy. Và bây giờ kể từ vết sẹo cuộc đời lần thứ 10 và mãi mãi sau này nữa, thì trái tim của chị sẽ được tiếp thêm năng lượng để mà mình tiếp tục, mình có những cái việc làm ý nghĩa hơn nữa, cùng đồng hành với chị team Việt Nam, cùng với các em nhỏ hơn nữa. Xin được là thay mặt tất cả mọi người chúc mừng chị và có một cái bạn nào mới đồng hành với mình. Bây giờ Danh ơi, dạ. Hôm nay con có vui không? Con cảm thấy như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người được biết nè. Dạ vui. Con vui sao? Con có bao giờ thấy đông người như thế này và mọi người đều vui vẻ thân thiện với con như vậy không? Quan tâm con như vậy không? Dạ chưa. Chưa. Sáng giờ con gặp ai rồi? Con nói chuyện những gì? Con học được những điều gì rồi? Gặp rất nhiều người. Rồi sao nữa con? Con có thích cái gì không? Dạ, tối là món quà. Con có thể chia sẻ mọi người món quà đó là gì? Có bí mật không con? Dạ, không. Là con không có nói con hiểu bí mật hay sao? Hay là con chưa biết? Dạ, con biết là con không có nói món quà đâu. Sao vậy con? Con không nói là mọi người đâu có biết để mà chia sẻ, để mà tặng con. Không, con mở cho mấy người con. Là có nghĩa là cái hộp quà đó còn bí mật một chút xíu nữa là Danh sẽ mở cho mọi người xem, đúng không con? Dạ. Rồi ok, mọi người cùng giữ bí mật với con ha. Rồi bây giờ con có thấy mệt không hay là con khỏe, con như thế nào? Dạ con khỏe ạ. Con khỏe hả? Nói nghe nè, cô thấy con ở đây nè, mình có cái hình này nè. Con có quen với lại cái vết này chưa? Đây là cái gì vậy con? Sẹo mỏng. Sẹo mỏng hả? Mỏng tim. Là con đã quen với cái người bạn đó của con chưa? Dạ chưa. Chưa quen hả? Con thấy như thế nào? Có đau không? Dạ không. Không. Rồi mình sẽ cố gắng làm quen ha, từ từ rồi nó sẽ đẹp trở lại con ha. Dạ. Con có thích đi học không? Dạ thích. Thích hả? Con có biết đọc chữ, biết viết, biết vẽ chưa? Dạ thích. Con biết chưa? Biết đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, giỏi vậy, ai dạy con? Con nói hình cô à. Nói gì con nghe con không hiểu. Con đặt chậm lại cho cô nghe đó. Quấn chú lý hóa phá xí xí quần ấy na
Ủa chị. Cái đó là mẹ làm mà. Mẹ dạ con có lạc gao giúp mẹ. Nó con lạc gao giúp mẹ con. Con lạc gao giúp mẹ con. Nghe nói biết nấu cơm có ngon không? Dạ Nhưng mà chắc là ăn cũng được ha. Dạ. Con biết là con có phụ mẹ nhiều như vậy không, nhưng mà bây giờ mình khỏe rồi thì càng ngày mình càng lớn, mình ráng mình phụ mẹ mãi mãi sau này luôn ha. Dạ. Ok. Con nấu cơm tắm với con tôm ăn đã nhức nách luôn. À, nấu cơm tắm với là con tôm ăn đã nhức nách luôn. Rồi. À, bây giờ Nhật Thánh xin được phép trò chuyện với lại chị Thảo, mẹ của bé, em chút xíu. Là khi mà bé phẫu thuật xong rồi đó chị, thì chị thấy cái sự chuyển biến về cái sức khỏe của bé như thế nào ạ? Dạ, lúc trước bé chưa mổ thì mà môi bé này kia tím, với lại bé vận động hơi mệt, thường xuyên mệt đó chị. Từ lúc bé mổ xong tới giờ thì da dẻ môi bé hồng hào trở lại, da con thấy sức khỏe bé tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Dạ. Rồi khi mà sức khỏe của bé tốt rồi thì bây giờ cái công việc, cái điều kiện gia đình của mình hiện tại có sự cải thiện hay sao không chị? Dạ. Công việc của ba bé thì cũng làm ổn định hơn, sẽ không có nghỉ thường xuyên như lúc trước nữa. Dạ. Dạ, nhìn vậy chị Tết cũng đỡ hơn. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là mọi thứ là cũng đã ổn định hơn trước rất là nhiều đúng không chị? Dạ, dạ, ổn định hơn trước rất là nhiều ạ. Trước đây có bao giờ nghĩ đến là mình có được một cái sự hỗ trợ quan tâm như vậy không? Dạ không, hồi đó không nghĩ là được bé được mổ hỗ trợ mổ tim như vậy. Gia đình thì không có điều kiện, nhưng nhà thì bé được giúp đỡ như vậy, gia đình rất là vui ạ. Dạ. Và có thể thấy là chúng ta cảm nhận được rằng cái sự hồi sinh của bé, cái sự lanh lợi hồn nhiên của bé như thế này, và kể cả những cái điều mà chị Thảo mẹ với em chia sẻ, thì chúng ta cũng có thể thấy được một cái sự hồi sinh của gia đình, một cái tương lai phía trước đang rộng mở với gia đình, và đây cũng sẽ là một cái niềm vui chung của tất cả chúng ta đúng không thưa mọi người? So as you can see, to make the picture wholesome, we need the hands of everyone here to put the puzzle in the place. It is also the xin chúc mừng Tina Camino và đồng đội Diệp Tiên Việt Nam và tất cả chúng ta với những thành quả trên hành trình đầy yêu thương này. Và đặc biệt chúc mừng bé Hành Nhân, em bé thứ 9.000 của Diệp Tiên Việt Nam đã bình phục sau những lần phẫu thuật đầy thử thách cam go trong thời gian vừa qua. À, và tiếp theo đây thì xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng nắng lại sân khấu để cùng nhau cắt bánh chúc mừng cột mốc thứ 9.000 của chương trình Diệp Tiên Việt Nam ạ. Thank you.
Để thôi đã. Chị ăn bánh tim đi. Đây là bánh tim mặt mặt. Bánh tim mặt mặt đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.